ごい。うん。Có chứ. Vẫn mất hai cái khác nhau mà. Ở đây hai cái khác nhau. Đây có trách nhiệm trong sự cùng cái hầm đi xuống dưới của mấy cái tòa nhà chung. Sáng tỏa đi xuống dưới. Chỉ ngày xưa mèo cầm lê cho nó chân nó chững chạc cho không ai biết là mình nghèo mà nghèo. Một bộ cầm lê thì cả mấy tháng mới giặt một lần đúng mặt khoác vào thì một tháng mới giặt một lần mấy bộ thay nhau. Xuyên luôn sang một kia. Đây có ở gần nhà mình ở phố Nguyễn Huân có một cái hàng máy đứt của Sài Gòn. Đấy, cái bộ bọn nó may cũng được lắm. Cái kiểu dáng khác, nó kiểu áo, dáng khác. Một cái quần xẻ đằng đằng hông ấy. Xòe như con vịt bầu. Nhìn trông như con vịt bầu. Không, cái đấy của mình có bông to, bông cao thì mình sẽ xẻ được. Em nhìn thấy anh mặc cái kiểu như thế chồng cái khen nó không phải form như là em thấy xẻ bên nó cứ dựng ra hai cái tà rất là xấu, nó cứ vảnh cái tà ra nhìn trông đi cái bị bầu đấy thì bọn thanh niên nó mặc chồng trông xòe xòe anh nhưng bây giờ rất ít người xẻ giữa theo mốt tôi thấy chứ còn rồi thì về lấy mấy cái áo mà xẻ giữa ra mặt lại xem. Chứ ngồi giữa thì mình ngồi nó không bị vẩn. Ngày xưa anh có một ông bác chuyên may quần áo mà nhà vui lắm. Bao giờ ngày xưa cái vải nó rất là đắt mà thời bao cấp thợ may ăn vải thế xong rồi người ta cứ bảo sao may cái quần người ta cứ mang vải đến để may thế xong người ta bảo sao cái chỗ này thừa nhiều thế mà cái chỗ này để lai ống thế thì nó chỉ thừa nó thừa vặt vẹo thế là trong nhà cứ cười âm lên vì lai ống có nghĩa là ông lấy thế bác chỉ thừa cho nó bao nhiêu cứ lai ống mà bác lai ống ấy thì gọi là chắc phá là thành cái chăn đấy bé bé sao là bác ngày xưa ngó ra là thành chắc là ngày xưa vải nó hiếm thì cứ nó đắt tiền công thì rẻ nhưng mà thì vải rất đắt thế đâm ra là cứ được mấy chục phân ấy găng tay là sẽ là may được nối nối và lại được mấy quần sót, cái quần gì cho cháu. Mà bọn trẻ con như bọn anh là chỉ cần hai với miếng thừa thừa là được cái quần đẹp. Em thấy là may vậy có thể mặc cái bộ đấy có lần một thời thì chỉ mặc kiểu quần và áo kiểu mình may thôi, để mặc thế sao là chẳng may rồi em chẳng mặc em mặc sẵn. Không phải cái đó là may nhưng sau em mới làm đồ sẵn thôi em không
Mình toàn này sẵn, dạo này cái đồ sẵn nó cũng tốt đúng thật với mình. Nhưng mà việc nhưng mà to thì đồ sẵn nó cũng có vấn đề. Giờ toàn cỡ 35, cỡ 6, sẵn bài vẫn có. Sẵn còn bài vẫn có. Còn một chiếc ở nhà bên, chiếc giày dày thôi. Có vật áo không bác? Cái hàng sau là một xe thôi. Cái đấy để vào một bài.